Chào mọi người, chào mừng các bạn đến với chuyên mục tâm sự nuôi kaki của mẹ U. Như từ đầu mình đã nói thì hôm nay mình sẽ thị phạm cho các bạn là cái cách của mình đưa kaki vào giường mỗi khi buổi tối sau khi ăn xong cho kaki đi ngủ. Bên này thì từ lúc sinh ra kaki đã ngủ giường riêng nha các bạn. Và giường riêng của kaki thì mình đặt trong phòng của mình và chồng mình chơi, tức là kaki ngủ chung phòng với ba mẹ nhưng mà khác giường. Thì bác sĩ có khuyên là bắt đầu từ 6 tháng thì nên cho kaki ra phòng riêng để ngủ. Thì kaki bây giờ đã là 6 tháng 2 tuần rồi nhưng mà mình vẫn liên tiếp em chưa muốn cho em ra phòng riêng, nên là chắc mình cho em ngủ với tụi mình tầm 1 đến 2 tháng nữa để cho em ra phòng riêng ngủ sau và để tự lập. Thì mình cũng chia sẻ cách mình cho kaki vào giường ngủ. Thì cái đầu tiên mình cần đó là một cái túi ngủ. Đây, đây là cái túi ngủ của em. Túi ngủ này là cho trẻ em trên 3 tháng và dưới 90 cm nha các bạn. Và bây giờ bên Hà Lan đang là mùa đông rất là lạnh. Do đó là mình phải cho em mặc body tay dài thì mặc thêm một bộ đồ ở ngoài và cho em đi tất nữa cho đủ ấm. Ê, Kaki ơi, nếu mà mùa hè thì mùa hè trời nóng thì mình chỉ cần mặc cho em một cái bộ body ngắn tay như thế này là được rồi nha các bạn. Rồi xong cho trực tiếp vào túi ngủ, nếu mà hôm nào nóng quá thì không cần mặc gì hết, cho trực tiếp vào túi ngủ hoặc là không có túi ngủ. Tại vì trời nóng em cũng khó ngủ lắm. Và ở đây thì mình có chuẩn bị thêm một cái đo nhiệt kế để tí nữa mình sẽ nói các bạn là cái này dùng để làm gì nha. Và tất nhiên là một cái ti để giúp em ngủ sâu hơn. Và trước khi đi cho em vào ngủ thì mình thường đọc truyện cho em nghe. Đây là những cuốn sách Hà Lan em được tặng lúc thôi nôi, lúc đầy tháng ấy. Nên là nếu mà ba kaki đưa kaki vào giường thì ba kaki sẽ đọc bằng tiếng Hà Lan, còn mình thì mình sẽ nói một câu chuyện tiếng Việt để cho em tiếp xúc với tiếng Việt. Kaki ơi, giờ phải vào tiếng ngủ đi, ngủ rồi con ơi. Đi ngủ mà vui gì hả con? Để mày xin cái tay nào. Đây các bạn đã thấy Kaki mặc túi ngủ như thế nào, giống một nàng tiên cá không, có cái đuôi rất là dài nè. Bây giờ là 6:30 nha các bạn. Mình cho Kaki đi ngủ lúc nào cũng trước 7 giờ, khuya nhất là 7 giờ để tập cho con ngủ sớm và dậy sớm. Thấy Kaki ơi, mình đi bao giờ nào? Rồi, Kaki đã vào giường của Kaki này. Thì cái túi ngủ này nó đang còn dài so với độ dài của em nên còn dư ra một khúc thì mình sẽ nhét vào dưới cái giường á các bạn ạ. Để cho em bây giờ em biết lật rồi, em khỏi lật trong lúc ngủ thì tránh trường hợp em lật mà em không lật ngược lại được sẽ bị ngạt thở. Rồi, mẹ đắp nền cho con. Ừ, đấy. Em rất là khỏe nên mình sẽ lấy hai con gấu bông chặn ở phía hai bên cho em khỏi bị mấy cái mềm ra nè. Thường thường em có rất là nhiều gấu bông nhưng mà khi đi ngủ trên giường của em á mình hạn chế để thu bông như các bạn, để một hai con yêu thích của em thôi. Đây là con voi, trước khi đi ngủ lúc nào em cũng phải nghe, là một con rùa. Đây đây. Ừ, đi ngủ đi, đi ngủ mà cười tí là mày tắt đèn nó khóc nha. Đây ngầm vào. Rồi, đây là quyển truyện trong tuần này Kaki nghe này.
Chuyện này là ba sẽ đọc tiếng Hà Lan nhưng mà mẹ sẽ đọc tiếng Việt. Đây, coi bạn gấu này con. Bạn gấu đi thư viện. Hôm nay bạn gấu làm gì nè, chúng ta cùng coi nha. Hôm nay bạn gấu ngủ dậy lúc 6 giờ sáng với ba và mẹ. Buổi sáng thì bạn gấu đi siêu thị với ba nè. Phải không? Có thấy đi gấu đi siêu thị với ba chưa? Rồi, buổi chiều thì mẹ dắt bạn gấu đi dạo và gặp em Nick nè. Phải không? Đi gặp trong công viên đấy. Ừ, tối ăn xong, trước 7 giờ thì bạn gấu phải vào giường đi ngủ. Bạn gấu đi ngủ ngủ ngoan, ngủ ngon. Rồi sáng mai 6 giờ bạn gấu dậy sẽ là gặp ba mẹ bạn gấu nè. Các kia cũng vậy. Đây là 7 giờ kém rồi, các kia phải đi ngủ. Các kia đi ngủ, rồi các kia ngủ ngoan, ngủ sâu cho mẹ. Sáng dậy 7 giờ thì con sẽ gặp được mẹ nè. Ừ, con mở mắt ra là con sẽ gặp được mẹ rồi. Cái này không phải để ăn đâu nha con, cái này là để đọc. Đây là sách để đọc. Ừ, xong rồi. Cái này là để ăn nè. Sao mình sẽ để đầu giường cho em. Rồi các kia ơi, mẹ đi ra ngoài nha. Con ngủ ngon nha, con ngủ ngon nha. Mẹ yêu con lắm. Hôm nay khi con thức dậy con đã thấy mẹ rồi nè. Ngủ ngon nha các kia. Ừ. Con này thơm con cái nhé. Rồi bây giờ mình sẽ để cho em ngủ một mình sẽ tắt đèn đi ra ngoài rồi để cho em tự vào giấc ngủ nha các bạn. Bye con yêu. Sao các bạn thấy ca kia ngủ ngoan không các bạn? Mình thấy ra đem con vào giường và đi ngủ thì nói chung là cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Mình phải tập cho con ngủ qua đêm từ lúc 2 tháng rưỡi đấy các bạn ạ. À, và cái nhiệt kế mình chuẩn bị một buổi tối bên cạnh giường con để mà mình đo nhiệt kế là thường thường là khi con ngủ mình sẽ vào xem thử nhiệt độ của con có bị sốt không, có bị cao không, hay là có bị lạnh quá hay không. Thì mình sẽ đo hai lần, là một lần là khi em đã bắt đầu ngủ và mình xem, rồi xem từ gấu bông nó có đè vào mặt em không thì mình cất bớt, còn không thì trước khi mình vào giường ngủ thì tầm khoảng 11 12 giờ đêm thì mình sẽ đo lại một lần để an tâm hơn, để mình ngủ sâu hơn, mình cũng không có lo lắng gì về em nữa. Thì thường thường mình tập cho Kaki đi ngủ vào trước 7 giờ tối, thì thường thường là 7 giờ là thời gian Kaki đã đi vào giấc ngủ rồi, thì lúc đó mình cũng thoải mái hơn, mình sẽ dành thời gian làm việc cho mình sau một ngày vất vả, thì mình sẽ dành thời gian cho bản thân mình xem phim hay là học tiếng Hà Lan, thì thỉnh thoảng vào bếp nấu những cái món mà cầu kỳ mà khi có em quấy mình không có làm được.
đó thì các bạn cũng thử theo cách của mình, thử tập cho em. Thì lúc đầu á, tầm 2 tháng mấy mà tập cho em ngủ vào lúc 7 giờ thì rất là khó. Em khóc, nhiều khi em khóc, em hét tầm 1 tiếng, có hôm đến tiếng rưỡi lần các bạn ạ. Tức là mình thấy em hét tầm 30 phút đó mà chưa có nín, mình phải vào, mình bế em lên tầm 5, 30 giây, 1 phút, sau đó mình đặt em xuống lại. Cứ vậy tầm khoảng 1 tuần thì em quen, cứ cho em vào giường là em biết là dù có khóc mình chẳng có giải quyết được gì nên em sẽ ngủ rất là nhanh. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, hy vọng các bạn thấy thích. Chào.